Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyền 70 phẩm vào pháp giới thứ 39. 34. Dạ thần phổ cứu chúng sinh diệu đức. Phó thác thứ tư Diệm Huệ Địa. Bấy giờ thiện tài đồng tử, ở chỗ dạ thần hỉ mục quan sát chúng sinh, nghe môn giải thoát phổ hỉ tràng, tin hiểu hướng vào, biết rõ tùy thuận, suy ngẫm tu tập, nhớ hết những lời dạy của thiện tri thức, tâm không tạm xả các căn chẳng tán, một lòng muốn gặp được thiện tri thức riêng cầu khắp mười phương không giải đãi muốn thường gần gũi sinh các công đức đồng một căn lành với thiện tri thức đắc được hạnh phương tiện thiện xảo của thiện tri thức nương thiện tri thức vào biển tinh tấn trong vô lượng kiếp thường chẳng xa lìa nguyện như vậy rồi bèn đi đến chỗ dạ thần phổ cứu chúng sinh diệu đức bấy giờ vị dạ thần vì thiện tài đồng tử thị hiện thần lực giải thoát bồ tát điều phục chúng sinh dùng các tướng tốt trang nghiêm thân mình ở giữa lông mày phóng ra đại quang minh tên là trí đăng phổ chiếu thanh tịnh tràng có vô lượng quang minh dùng làm quyến thuộc quang minh đó chiếu khắp tất cả thế gian Chiếu thế gian rồi nhập vào đỉnh đầu thiện tài, sung mãn thân thiện tài. Bấy giờ thiện tài lập tức đắc được tam muội thanh tịnh luân, được tam muội này rồi, đều thấy ở giữa hai nơi của hai vị dạ thần. Hết thảy tất cả bụi đất, bụi nước và bụi lửa, hạt bụi kim cang mani các báu, hoa hương anh lạc các đồ trang nghiêm, tất cả hết thảy bụi như vậy. Trong mỗi hạt bụi, đều thấy các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật thành hoại và thấy tất cả đất nước gió lửa các đại tích tụ cũng thấy tất cả thế giới vận hành với nhau đều nhờ địa luân giữ gìn mà an trụ đủ thứ núi biển đủ thứ sông ngòi, đủ thứ cây rừng, đủ thứ cung điện như là cung điện trời, cung điện rồng, cung điện dạ xoa cho đến cung điện phòng ốc của ma hầu la già. Người chẳng phải người, địa ngục xúc sinh, cõi diêm la vương, tất cả chỗ ở. Các cõi luân chuyển, sinh tử đến đi, theo nghiệp thọ báo, thẻ đều khác biệt, chẳng có gì mà chẳng thấy lại thấy tất cả thế giới khác nhau như là hoặc có thế giới tạp uế hoặc có thế giới thanh tịnh hoặc có thế giới hướng về tạp uế hoặc có thế giới hướng về thanh tịnh hoặc có thế giới tạp uế thanh tịnh hoặc có thế giới thanh tịnh tạp uế hoặc có thế giới thuần thanh tịnh hoặc có thế giới hình bằng phẳng hoặc có thế giới úp hoặc có thế giới nghiêng tất cả thế giới như vậy trong tất cả các cõi đều thấy vị dạ thần phổ cứu chúng sinh trong tất cả thời tất cả mọi nơi tùy theo hình tướng lời nói hành vi hiểu biết khác nhau của các chúng sinh mà dùng sức phương tiện khéo hiện ra ở trước họ tùy nghi hóa độ khiến cho chúng sinh địa ngục khỏi các khổ độc khiến cho chúng sinh xúc sinh không tham ăn nuốt nhau, khiến cho xúc sinh ngạ quỷ không còn đói khát, khiến cho các loài rồng lìa tất cả sự sợ hãi, khiến cho chúng sinh dục giới lìa khổ dục giới, khiến cho chúng sinh cõi người lìa sợ đêm tối, sợ mắng nhiếp, sợ tiếng xấu, sợ đại chúng, sợ chẳng sống, sợ chết, sợ đường ác, sợ dứt căn lành, sợ thối bổ đề tâm, sợ gặp ác tri thức, sợ lìa thiện tri thức, sợ rơi vào bậc nhị thừa. Sợ đủ thứ sinh tử, sợ chúng sinh khác loài cùng ở với nhau, sợ thọ sinh vào giờ xấu, sợ thọ sinh trong loài giống ác, sợ tạo nghiệp ác, sợ nghiệp phiền não chướng, sợ chấp trước các tường trói buộc, các sự sợ hãi như vậy đều khiến cho xả lìa.